này chúng ta thấy là một quan cảnh của nhiều người mua. Chúng lên ở bẩn nhiều hơn đảo lưng rồi. Đây là nhà hoa. Đây là khu vực bán hoa hồng. Rất là nhiều loại hồng. Các loại cây. Các loại cây kiểm các bạn, rất là nhiều ha. Trong đây thì nó vắng hơn nha các bạn, nhưng ngoài đường là đông lắm, không quay được. Đây là những cây cắt cỏ, cây ăn quả. Đầu xuân thì người ta mua cây giống về trồng ở nhà rất là nhiều. Với cái tập tục là lại xuân may mắn. Cậu may đến về ngay đấy, cậu kéo để ra cũng được 5 phát. Cái đấy cuối chợ còn có mấy cây nó bán này không nhá? Vâng, bán lẻ. Bán lẻ đâu, nửa tiếng anh em đi lấy. Nhiêu ký vậy anh? 600 nghìn. 600 nghìn một ký. Cái này có được không? Này nhiêu giò vậy anh? Giò đấy 350 ạ. Đây là giống gì vậy? Phi Điệp Hòa Bình. Giống vùng miền là vùng miền Hòa Bình. Này giống rừng đúng không anh? Rừng. Rừng đấy chứ không phải là bò mô đâu. Coi là ngoài Bắc có những gì ha. Đây là những cây dòng nhãn luôn. Có một loại lan đô. Lan đô này 100 ngàn. Nhỏ này 100 ngàn các bạn. Thank you.
có giải cờ, có giải cờ, có thế để dạy. Em ăn chung với Nam về cái này. Mình cũng đang đi tìm cái mít, cái mít Thái vẫn chưa thấy các bạn. Này nhiêu cái hoa hồng này à? 30.000 này, 30 35.000, 35.000. Okay. Dạ cảm ơn. Này bởi gì vậy? Dạ, bởi gì? Diễn ạ. À, bởi gì? Mấy chậu anh ơi? Hai chậu. Hai cái 60.000. Lúc này á, thì 30.000 lúc. Bữa diễn bao nhiêu giống? 50.000 đấy hả? 50.000. Không, 20.000. Sinh trưởng phát triển mạnh, rất thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Giống táo Đài Loan quả to, mã sáng, ăn ngọt và giòn hơn so với các loại táo thông thường, được thương lái và người tiêu dùng rất ưa chuộng. Táo 05 hay táo siêu ngọt là giống táo có quả to, giòn, màu sắc đẹp, ít bị dưỡng sâu bệnh, đặc biệt thích hợp với chất nước vườn đầy, chịu hạn, thông canh tốt, cho năng suất hiệu quả kinh tế cao. Táo Thái là giống táo nhập ngoại có nguồn gốc từ Thái Lan. Loại cây này cho quả giống với táo Đài Loan nhưng vượt trội hơn về chất lượng. Bởi là trái cây có giá trị cao về mặt dinh dưỡng và y học. Cây bưởi dễ trồng, ít bệnh. Tuổi thọ và hả? Có giá trị kinh tế cao. Cái chị? Cái này bao nhiêu ngon ngọn vậy? Vỏ nhẫn 60 à? Màu vàng cam, khối lượng trung bình từ 0,8 đến 1 kg một quả. Tỷ lệ phần ăn được từ 55-60%. Múi và bách múi dễ tinh dời nhau. Thịt quả ăn ngọt. Bưởi khế nổi ba một ngồi đây mất thái đây là cây sồi mít các cây này. Mít Thái bao nhiêu tiền vậy? Mít Thái 60.000. Cái này, này nó phải là siêu sớm đúng không? Cái này là Thái đúng không? Vâng. Giòn đúng không? Cái này trồng có bao nhiêu có trái à? Nó 2 năm. 2 năm hả? Vâng. Ủa sao thấy mít Thái vậy? Nó nằm cái loại 5 với 5 rưỡi thì quả nó bằng này. Cây củ sữa này bao nhiêu một cây hả? Cây củ sữa hả? Đâu, cây này. Cây xoài 50.000 thôi. Chuyển đâu? Đây đây. Bao tiền cây đấy ạ? 70.000. Chứ mình thấy là giá khoảng dưới 100.000 một cây. Cái cây bưởi. Bây giờ sao các bạn không phải xem mất nào mà.
Đây là cái bonsai cây sung cao kiển. Dạ vâng. Các bạn xem nha, đây là khung cảnh rất là nhiều người đi. Hôm nay là nắng ấm rất là đẹp, rất là nhiều người đi. Nhiệt độ bây giờ nó khoảng tầm 19-20 độ, rất là thoải mái để đi ngắm hồ hoa sương. Giờ chúng ta mua cây kiển về để chúng ta trồng nhà, đem lại sự may mắn thịnh vượng trong năm mới. À, đây chúng ta sẽ đi một vòng cái ca kỳ kiển. Thì bây giờ Hoàng Huy sẽ kết thúc phần 1 này để qua phần 2, cũng là tiếp tục hội hoa sung về cây kiển. Nó là một cái hội rất là lớn về cây kiển ở miền Bắc đầu năm, ở tại Nam Định, thị trấn Liễu Đề. Cảm ơn các bạn đã xem video Hoàng Huy quay từ nãy giờ. Hẹn gặp bạn trong video sau, cũng tiếp tục về chợ xuân, về cây kiển chủ đề. Xin chào các bạn với các loại cây đặc sắc nha.